như là cái nón đó nó đứng ra nó giữ. Thế kìa. Sao thầy đi không giờ rủ đi ăn buffet thì đó hai thầy trò đi đi rồi đi buffet chơi ăn mấy cái ngay đó bà xin cái tờ món nào ăn này là ăn chứ hai thầy trò đi ăn đi đâu có mấy bạc chứ thầy thích ăn lắm thầy thích ăn lắm thầy thích ăn chút xíu à uống nước gừng đi dạ không đi gấp rồi mời thầy mời bà uống gừng thầy muốn làm sinh tố không con gọt ấy rồi kìa thôi mùa này nó lạnh gần chết mà tố gì nổi tố nó lạnh quá làm con gọt xài gọt đồ quá chừng luôn gọt thóp xài tại vì bà cũng ăn mình với bà đâu anh bay rồi đó lên đây anh thấy đưa thầy đi đâu đâu thích thầy đi đâu đi buổi sáng nè đi ra u điện rồi hết bò lôi cái mà đâu có dám đi cái này, đi cái này nó biết sao? Sao? Ông đi ngã sao sao cửa nào cũng mở hết trơn á. Đi ngã sao? Thầy mở cửa đi á hả? Dạ. Ông phá trong không à, cửa sao? Nó canh. Trời ơi, bắt nợ nó canh. Tối á mà tôi ngủ tôi thử tôi đóng cửa đó. Đóng cửa phòng lại nó không thấy mình trọng á, nó tự nó mình đi đâu á. Nó mà nó la nó sủa giống như có khách tới vậy đó. Rồi cái một hồi cái nó đồng thanh nó sủa riết không nổi nó đồng thanh cái tôi mới trùm này, áo lạnh nè tôi trùm này tôi đi ra nó tưởng đâu là ăn trộm nhào vô mắt nó thấy không rõ hết nhào vô đồng thanh rần tối thằng sư phụ à cái nó quảng hồn mắt nuôi chạy cái thế hứ vậy đó giữ của giữ lắm á ông ơi bây giờ đúng là chó rồi tôi thương lắm mà thầy ta đã yếu rồi nó mắt yếu rồi hai cái cẳng thật ra là tại sao mà bà cụ bác thương nó vậy nó quá khôn từ bữa đập nó tới bây giờ thà cho nó đau một lần nha mà không phải là đập mạnh đâu mà tới bây giờ là không đái vậy như vậy nữa đó nó là bữa đó tới giờ là thôi bữa đó tại mắt quá mà kêu không được vì có khách đó nó biết rồi bây giờ đó ha mà cho đồ ăn nó đó như nãy cho nó biết đồ ăn đó là không dám tha sợ tha vô là bị đập nữa sao làm bộ không ăn chờ bà cụ lại thẻ ra nó mới ăn á bé chút chút ăn à giờ đâu mình để miếng bự đó mà lại nó rinh nó cũng ăn luôn nó cũng biết chứ ngoan lắm cái bản đồ nhà ông phải đi lấy giùm lục quá trọng có không có thì coi rồi hả dạ như vậy là để hôm nay để con bận đi bà Nico rồi con bận à thì để sáng mai con chạy đi đó con kia con lục hồ sơ ra đi đâu như thế con Nico ở chùa Đông Ứng à cái nhà sĩ điều sĩ ở Nico mỗi lần à, chắc mà cô không ủa rồi chừng nào mới ghé chú Bảy bảy để con đưa Nico đi bác sĩ xong rồi con về con mới đi nói đồ ăn không dạ không đi con về rồi nha lại con hẹn với nó mà trưa nay con này bà Nico bà gọi con phải đi giúp bà cũng nhờ cái tội quá chứ cô ở đâu đi cô chùa Đông Hưng nè chùa Đông Hưng ở Hàm Tân á hả Đông Hưng bên này nè Hưng ở cái chợ ở xà đó em con hiền nè không đi bộ đánh đau quá hiền cô đó mới qua hả qua lâu rồi buồn đến đau quá quá lâu rồi tội nghiệp quá nhiều lắm không gặp nhiều lắm nhiều bạn đi cô lắm mà tôi chẳng biết nữa gọi tới tôi đi thôi có sư cô ở bên Hàm Tân á cô gói bánh gói đầu gửi cho tôi để hả dạ cô gói được cái mượn con Khánh á con của bà Tư thôi năm sau thầy ấy thầy gói để bà sang đi bà phụ thầy nghe thầy gói bánh đi bán đắt lắm hả? Mấy tiệm neo á nó cần bánh chai đồ tết rồi đó nha nó phải có bán nước cốt dừa nó mới ngon cái này không có này nó có không có nè dạ. Ôi, thì, hy vọng má thầy khai cho qua chắc qua hy vọng qua qua nghĩa là sao à, đi luôn hay là qua khỏi nó bệnh á hy vọng có bây giờ nó yếu dần dần
yếu cái con đó, cơ thể nó yếu, bạn bắt đầu oxy nó chịu vô rồi. Thế hả? Dạ, cũng bà còn cụ bao nhiêu rồi cơ? 79. 79 rồi. Thì cũng hy vọng thôi chứ. Bác sĩ nó theo lẽ là đi đi vòng kia, mà kéo qua được thì có thể hy vọng. Dạ, thế yêu cầu qua được 2 tuần, 14 ngày thì cái con nó sẽ suy yếu như vậy đó. Theo cái và nó cách ly tới 14 ngày, đúng rồi thưa thầy. Nó cách ly 14 ngày thầy không biết rồi xong. Tuy nhiên thì tại vì bà lớn tuổi quá cho nên cũng hơi ngặt. Thì giờ thì bác sĩ cũng nói chuẩn lúc nào cũng chuẩn bị tâm lý. Nhưng mà cũng cầu nguyện chứ giờ. Có đang sợ tức yên nhà nào có trơn. Bị cái lỗ đà hết. Tâm lý dính hết. Mà giờ qua hết rồi. Xong á, một người xong, một người nồi xong. Thở không ra hơi đã xong rồi, cái thở ra hơi được rồi. Rồi cái uống thay là nồi thể... xong á. Thầy không phải đi nữa, có thể nếu mà bà qua thì thầy đâu phải đi nữa. Thì cũng còn nguyện chứ giờ thì không biết nó làm sao hết này. Con không biết á thì để thầy đi rồi. Đi thì nếu thầy đi không ấy con giữ được, cho con đem qua bên con giữ nó cho. Không chịu nó chứ phải chịu không thì nói với thầy với đệ đây để con nó một lòng ngày nào con đi con thăm nó la nó la không có chịu nổi phải không nó đáy giờ thì con nghĩ thầy bỏ nó trong bếp á không nó đáy ỉa mở cửa cái nó ra đáy cái nó chạy vô à không phải nhưng mà có điều tôi từ ngày tôi đến có lần tôi thắp nhang có lần thôi không mà trải đó nó được rồi con muốn con giữ cho thầy con đem qua nhà con nó ngủ với con ở đó rồi chị nào cái gì đó, trả lời nó có chịu ông nó ghê lắm mà cái mặt nó ghê lắm coi vậy không cung lắm. Không nó mình lần lần nó cũng quen nè, đó mà giờ đó hôm đó nó đâu có quen thầy nhưng mà thầy lần lần riết nó cũng nhưng quen thầy đi thì đi tuần không chó nó khôn hay hơn không nếu bà cụ có viên mãn thì đi ví dụ ngày mai làm đám dạ. Thì bữa chiều nay chiều tối nay hẻo qua mai là xong rồi đào, rồi đưa thiêu ra phi trường về luôn à ồ thì vậy đấy hả chứ vậy có hai ngày hả dạ đúng vậy thôi à, có hai ngày chứ bệnh dịch tùm lum mà nếu mà cần thiết mà cứ cho làm đám một ngày đi một ngày nữa không chừng nữa trời chứ nghe vụ dịch thì cũng ớn nữa không hiện đại dịch ấy mà tuyết rồi lạnh khủng luôn đi nó cậu. Tuyết thì không có điện nữa này nghe nói ông cầu á ông bệnh gì đó không vâng. Biết nữa mà chết không có thế hả không, ông chết hả có đám ma rồi đi hết trơn đi cho à, vô hả? Hả? Tưởng nó trong thật ra mới tính á là đi công hai chuyện rồi đi qua cho trà có một vị hòa thượng đó ông cụ ông điện lần này ông năn nỉ ông nói bây giờ tôi có một mình mà tôi có miếng đất 17 mẫu bây giờ tôi cũng muốn một năm tôi ở Việt Nam 6 tháng thôi giờ thầy quan hỷ qua với tôi thì tôi làm giấy tờ tôi giao hết cho tôi nói thôi thôi con nó thật cái ngày sợ quá rồi vụ xưa giờ vụ giao thật sự nhưng mà đằng này thì nghĩ tới cái khác là muốn đưa ông Giác thì tối với điện nói với ông Giác thì ông Giác nói để coi sao thì nói bây giờ nếu mà huynh đệ ông nó nghĩ rằng tôi đời tôi hồi xưa giờ luôn lúc nào cũng nghĩ tới cho người khác chứ còn thật ra nếu mà tôi nghĩ cho tôi thì nó dễ rồi nhưng mà bây giờ thì cái đất nghe ông dám lớn nó 17 mẫu nó cắt cỏ cũng khùng luôn lắm. Nhưng mà làm á, thì cố tình nó cần á, nếu mà được á làm mà làm cái duyên cho đạo để có những cái khóa tu chứ còn cá nhân thì ăn bao nhiêu mà 17 mẫu đất đó là tôi thì tôi không nghĩ điều đó thì đầu tiên thì nghe ông cụ năn nỉ quá thì mình suy nghĩ cũng muốn động lòng nhưng nghĩ đến lâu trời đang hạnh phúc về tự nhiên mình nhưng mà ngặt kẹt á thì cũng phải có nhưng mà là vì cái Phật pháp chứ còn cá nhân thì tôi bây giờ ông nghĩ tôi ăn gì hết mà tôi đi lại là anh rảnh chi nữa mà vì đằng này mới nói thôi bây giờ hòa thượng muốn đi về Việt Nam hòa thượng đi chừng nào hòa thượng đi con quan coi chùa dùm thì được ví dụ vậy chứ còn giờ không có rảnh nữa ông nói tôi đang nghĩ tha thiết thầy vậy đó thầy nói thầy Giác chưa nói rồi thì bây giờ ông Giác là thứ tư ông đi Cali thì nếu bà cụ qua thì mình cũng mừng mà bà cụ không qua thì đi đó xong quèo qua bển chơi ngày luôn cho biết còn nếu bà cụ mà qua khỏi á không mà không có mất á thì để canh tuần nào đó cũng đây bay qua cho trà nó gần mà dạ. Cái chùa cách phi trường cho trà 10 phút mà dạ gần xịt ở đây thì đây đó 8 tiếng
Xe hả? Vâng, đi chạy xe đó, con mày chạy xe 8 tiếng. Nhưng mà thầy đi thầy cẩn thận nha thầy. Thầy bịt miệng, bịt mồm, rồi lại hết nha. Đó, 8 tiếng mà đi này là đi 8 tiếng. Không mà trời, bây giờ gọi trời kêu ai nói dạ thôi. Đâu thầy, thầy cái đó bịt cái gì, bịt đi bà cụ, bà thân mẫu thầy khai bà ở nhà không đó, bà không có ra đường đó. Nhưng giờ bây giờ bà cụ cái cụ mà cụ đi chỗ này kia mà bây giờ cụ bệnh cái là rồi vô cách ly cụ là cụ bị Covid à? Thôi Covid gì con không có Covid đâu, con biết xong à. Không biết rồi nhưng mà giờ bây giờ mà cụ mà cụ thử cụ ai gì gọi là cấp cứu cái bệnh gì MNC gì? MNC coi là vô lại cho cụ Covid liền à? Con không. Thế nên cụ ráng được cấp cứu chứ cấp cứu. Con không có đi emergency đâu, con có bác sĩ con mà, có gì ông bác sĩ con lo cho con. Lại nhiều chuyện nè, nhiều chuyện nè, nhiều chuyện nè, bây giờ thầy đi ăn nha. Được, có nhà nghe. Cho y tá lại nhà. Nè. Cái nhà tắm tôi mà còn lao cho tôi đó. Nè. Ta sợ. Thì có nhà nghe. Để thầy đi ăn với bà cụ nghe. Nó thứ tư ngày nghỉ của sư phụ nghe. Nè. Tối làm nấu nước tới 10 giờ rưỡi, 10 rưỡi tắm. Rồi lên tới đây là 11 giờ rưỡi mới ngủ. Nấu nước gì cơ? Nấu thức ăn là tới 10 giờ rưỡi. Không phải thứ đó đâu. Thứ đó bằng hai cây rồi, ông bằng thêm cái khác nữa. Đại hôm qua cô Diệu Liên sẵn cô đi lên, cô hỏi cô đem danh sách cầu an lên. Cô nói con ghé chợ thầy có mua gì không? Nhờ có mua phai môn, phai lan, tính bữa nay mới làm. Nhưng mà bữa nay làm mà để tủ lạnh, mà tủ lạnh nó 3 xò 4 trục vậy đó. Thầy thôi thì bây giờ làm luôn, lỡ làm kéo dài tới 10 giờ rưỡi khuya luôn. Một mình mà lục đục có lạnh rồi đem ra ngoài trời nó lạnh hơn trong tủ lạnh. Ngồi ở trời đó nó nguội mới vô hộp rồi đem ra ngoài trời. Nhưng mà bây giờ cái tủ lạnh nó làm sao á, nó muốn đông nó đông, nó muốn đông nó không đông à. Tủ đá đó, ngăn đá đó. Đây à? Tôi có cái tủ lạnh nhỏ, muốn nói thầy muốn xài đây đâu. Mua là mua tủ đá, tủ đông á. Đừng lấy xe lửa này nè. Có chỗ đó cả. Nó bán rẻ lắm. Đâu, nó sửa lại. Nhưng mà thầy không có chỗ đổi chỗ nữa. Nhà thầy không có chỗ nào vậy. Thì bây giờ không còn chỗ để không luôn. Không có chỗ để mua, không có chỗ để mới khổ. Không vậy mà không có sắm gì hết trơn mà không có còn chỗ để nè. Rồi đó, tại vì đi. Dạ, nhỏ quá mà. Hồi nãy đi thấy cái ghế cho lâu rồi đó mà thôi liền. Con cũng thấy rồi, con thích tới nhỏ như thầy hồi nãy á. Lại cầm lên rồi rồi đó. Lại qua lần lễ coi rồi. Cái tật đó. Cái kiếm ông, cái thầy, cái kiếm ông gặp chạy vòng vòng thấy ghế xe lâm cũng đẹp. Tính lại nói với thầy cũng vậy. Dạ dạ, em dạy dạ. Dạ đâu, con lại thầy là đi. Mà nó mới, nó còn mới. Mới gì mới giờ mà không có chỗ đầy luôn. Ba chỗ ngồi mà mới tính nè. Tôi xuống coi. Không, cái ba chỗ ngồi họ lấy rồi, nó còn có một cái thôi. Dạ. Tôi tới đây là một cái ghế vậy thôi, nghĩ kêu lật qua lật lại coi rồi thôi bỏ xuống. Nãy con chạy ngang đó con thấy. Lớn quá. Bây giờ kiếm thầy. Chị sủa bắp bắp. Không biết thầy đâu, mở cửa sao mà tại sao không thấy thầy, không sao con chứ không thấy. Đó thì bà để ý ngày nào cũng vậy, ghé đi thăm thầy đi, nếu mà khỏe, còn bệnh thôi, còn khỏe đi qua đi. Mới mốt nó làm đất rồi, lượng hội là bây giờ, nếu tình hình thì là chắc năm nay nên làm sớm à. Không, nó mới đo nãy ngoài này nè, đo ngoài đầu đường nè, bởi con chó này xuống nè, đo ngoài đó nãy. Đo làm gì? Nó đo chỗ thủng nào đó, miếng đường. À, đường bẻ. À. Nói cho nên năm nay chắc cái điều này mình chuẩn bị giống rồi sớm. Mà năm nay bây giờ đó là bà chắc chắn là bà bán khổ qua được, phải không? Khổ qua được. Tôi trồng khổ qua nhiều à. Dạ, tôi tức mình á, tại vì khổ qua năm rồi trồng không biết cắt. Gieo xuống đất sẵn á, cái con kiến, con mối rồi, con côn trùng nó ăn, cái nó mềm ra, cái nó ăn ruột bên trong. Cái ruột bên trong của cái ruột, cái vỏ, cái hộp khổ qua á, nó ngọt. Năm nay mình làm sẵn, mình vô bầu rồi đem trồng xuống là nó hết ăn được. Đây để cho bà đi bán nha. Như lại bà còn khỏe lắm. Con bà thấy cái bà Miên nó bà trồng á. Bà trồng hôm qua cái có con gì ăn á, cái bà lấy cái vỏ không? Cái vỏ hột gà thầy. Bà dục cái con sâu đó đi.
Thì đúng rồi, nó trồng hoặc là cái miễn chén xào rồi nó đi à. Nhưng mà không có sao, mình trồng nhiều tại nguyên cái dàn sao là năm nay trồng qua hết. Chứ hỏi trồng 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 bầu trồng nó rẻ rề, trồng bầu mướp ở đây nè, mướp bầu đây nè, ông sổ cũng làm đây nè. Làm rồi sao trồng khổ qua dài dài mấy dàn nó thải đại khổ qua là bán 5 đồng 2 phao thôi, bán 2 đồng phao thôi, bán rẻ cho ta ăn đi. Còn ớt thì cũng trồng được á? Thì ớt trồng. Nó nói nó qua nó gieo, nó gieo mấy tấm hình cho thầy, tôi nói ở qua đi. Ớt trồng được chứ, ớt trồng thì ớt ớt lâu thu hoạch lắm. Thế hả? Ớt nó lâu nó trồng mấy tháng mới có trái thôi hả? Phải mướn người bẻ, chứ mình bẻ đâu có hết, bẻ hết đâu. Không cũng được, nhưng mà nó lâu thu hoạch, nhưng mà nó thu hoạch thì nó hay ham. Còn bây giờ tôi nhiều hộp là mồng tơi nè. Mồng tơi với củ hoa. Củ hoa. Dạ. Với không cần cua. Nói thiệt cái cua ai mua không? Nếu mà thiếu, nếu mà mình bán không được ở ngoài nhiều á, mình nhiều quá, mình cân lại bằng hàng, cân tiệm. Rẻ rẻ hả? Kệ nó rẻ nhưng mà mình thủ được. Nhưng bà cụ hồi xưa á, má tôi đó, bà biểu tôi đem lại cân cho tiệm. Hôm nay tôi biết cá hết trơn rồi, năm nay là tôi trồng ngon lành cho bà con. Năm rồi trồng chơi chơi nhưng mà nó còn vậy á, năm nay là chuẩn bị phân phướng rồi. Nghe, bà nếu mà khỏe được như trước thầy. Hôm nay có CC nữa nè, CC mỗi lần mà cốt đất là CC. Có công danh được làm thì là vui rồi. Nghe con hen, nè. Nghe, rồi hai thầy trò đi với nhau. Ông coi con mắt nó dòm, mắt ghét không, hết CC ha. Mỗi lần cốt đất có CC nữa nè, CC không biết làm với sư phụ được không? Nghe không? Tội nghiệp CC quá, trong đó CC già rồi. Tội nghiệp, khi mà nó khôn dữ lắm. Thấy nó đáng thương người ta mà biết đó sao kỳ mới bây giờ biết nuôi rồi nó chết rồi cũng buồn nữa chứ bộ. Chết buồn lắm, buồn lắm thầy, khóc với thầy, còn nói thầy khóc. Mình thui thủi cái nói hồi đó nó chạy lên chạy xuống nó theo mình rồi bây giờ mình thui thủi một mình làm cái ông qua, nó đâu á. Hôm qua tắm nó rồi lao cho nó tội nghiệp lắm, mừng quá rồi mừng không ngứa nữa rồi thay áo đó, vậy đó bắt nợ vậy đó thấy không? Dẫn đi bà lũi vô trong cái cỏ bà rửa cái mình mà thì sợ xe cá nó thôi. Con nói thật là nó mọt quá không nhìn thấy được, nó không chạy ra lộ đâu cậu, nó khôn lắm cậu ơi. Nó chạy băng đường á? Không, không băng nữa đâu, nó chỉ băng là băng bên đây thôi, cái chỗ này thôi, còn đi đâu không bao giờ băng hết. Tôi định coi rồi, tôi thấy tôi biết đi đâu là không bao giờ băng hết, thì cứ băng ngay đây qua đây là phải qua cái nhà bên đó là có cái bãi cỏ là nó lăn ở trong, nó lăn chứ nó chạy được kia thôi. Sợ lắm tại vì mỗi lần con lái xe con nhìn thấy nó đâu. Nghĩ cái nó ngọt quá, nó ra đường đâu. Bằng cái nắm tay vậy nè, mà bằng cái nắm tay thì mà ai cũng cũng cắn ra trơn. Ai cũng sủa cắn, thấy chó bự sủa đấy, chó bự quản hồn, chó bự đầu hàng luôn á. Dữ quá trời các bạn. Mấy bạn cứ nó nói sao bị ông tên nói chó tao không có cắn đâu. Nó nói chó tao cắn đó, tao nói lại cắn thử coi cái xuống cái quản hồn chạy luôn chó bự. Dữ dữ mà tới chó bự mà sợ đầu hàng luôn mà. Không giờ con ở nhà nghe sư phụ đi ăn với bà cụ nghe. Chịu không? Giờ mà chịu cho đi mới lạ đó. Không nên tại đi cho đi ngồi trên xe không được. Thầy nhốt lại trên xe. Rồi thầy ra lấy chiếc lăn cho nó. Có cái thùng. Vâng, có cái thùng để lên xe. Nhớ nha, bà cụ chứ. Là cái giấy gói nó gói mấy cái miếng gà thôi đó, nó khoái dữ lắm, nó khoái được vậy thôi, khoái dữ lắm, trời ăn ăn mà ăn cái bụng no đi không nổi luôn á. Hôm bữa cô Trúc Kim gói 6 cái, bà gói sọc cái túi thôi, 3 cái cánh gà, 3 miếng gà gì đó mà về ăn no luôn, ăn 5 cái, còn cái tha dấu tôi đập đó, có tật chuyên môn tha dấu, dấu để dành, no rồi đâu có ăn, nói gì chuyện đó ăn khoai lang. Chứ gà như đó hà là khoái hà. Đó, tại vì thầy cho nó chứ mì ấy. Khoái ăn mì lắm, mì sợi á, mì xào á hả? Dạ. Con ăn mì ly không à? Ăn mì xào á. Giờ ăn gì? Biết canh đồ kìa. Thấy tôi cặp cái áo lạnh với cái nón là nó. Nó cái nó nãy mới đi cửa sau là vậy đó.
đi cửa sau nó mấy chứ đi cửa này không đi được, nó kêu vừa đi ra nó kêu nó kêu ghê lắm. Ok, được rồi, con cảm ơn thầy, cảm ơn bà. Okay. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Có cái này dùng túi. Coi giùm bà cụ đi. Coi đi. Con ra ngoài con coi tí nha. Uống đi bà, uống đi.